Hiện đại của Việt Nam với sự tinh hoa của các cỏ mái cổ truyền, người Việt Nam đến với Portugal như một môn thể thao, ngoài tác dụng nâng cao sức khỏe, lòng tự tin còn được hấp thụ tinh thần thượng võ của dân tộc và càng cảm thấy tự hào về dòng máu lạc hồng của chính mình. Trong một năm qua, câu lạc bộ Portugal của huyện Yên Thành đã đạt được 12 huy chương vàng, 12 huy chương bạc, 7 huy chương đồng và nhiều thành tích khác trên đấu trường toàn tỉnh. Với chủ đề Hồn Thiêng Núi Sông, 100 võ sinh câu lạc bộ Portugal của huyện sẽ biểu diễn màn đồng diện quyền nhập môn các đoàn thể cơ bản chiến thuật trên nền nhạc của Portugal. Thank you.
câu lạc bộ Vovinam của Huyền